rất bình tĩnh. Đường chuyền bóng của Đức Huy. Huy Hùng. Cơ hội phạt công dành cho đội tuyển Việt Nam. Đức Huy. Thể lực của Phạm Văn Đức đã bị suy giảm. Đức Huy. Quang Lê. Đường chuyền vào cuối cùng đã không theo ý muốn. Bóng không tới được vị trí của Tiến Linh. Không chỉ một vài vị trí của chúng ta mà các cầu thủ Philippines, thể lực của họ cũng đang xuống thấy rõ. Khi không thể theo kịp được những tình huống tốc độ, và đó là điều mà Công Phượng lại luôn có thừa. Khi bây giờ tiền đạo của đội tuyển Việt Nam sẽ chuẩn bị được huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng. Rất có thể là Công Phượng sẽ vào sân để thay thế cho Phạm Văn Đức. Trọng Hoàng. Rất khéo. Quang Hải. Cơ hội, Tiến Linh. Cơ hội. Đã có lỗi về vị bắt rồi. Đây đúng là thời điểm mà hàng tấn công của chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng được sức mạnh, sự trẻ trung để có thể có được những cơ hội khi mà các cầu thủ Philippines đang bị xuống sức rất nhiều. Đoàn Văn Hậu. Khá hay. Phan Văn Đức. Phan Văn Đức. Phan Văn Đức. Đức. Bàn thắng thứ 3 của Quang Hải tại giải hôm nay. Nhưng điều quan trọng là nó sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta ghi tên mình vào trận chung kết của AFF Suzuki Cup năm 2018. Đó là điều mà tất cả chúng ta đã đợi chờ trong suốt một quãng thời gian dài dằng dặc hơn 82 phút. Và rồi ở thời điểm quan trọng nhất, khi mà Công Phượng đã có mặt ở ngoài đường biên và có thể là mang đến những sự phân tâm nào đó đối với các cầu thủ của đội tuyển Philippines, thì những cầu thủ đang thi đấu ở trên sân đã cùng nhau để sắm vai là những người hùng. Người ghi bàn là Quang Hải, nhưng người đóng góp công rất lớn mang tính đột phá trong bàn thắng mở tỷ số ở trận lượt về này, đó chính là Phan Văn Đức. Phan Văn Đức dù đã bị suy giảm về thể lực nhưng anh vẫn có thể thực hiện động tác qua người. Còn đây là pha bóng trước đó, Tiến Linh đã ở trong tư thế việt vị. Bàn thắng là kết quả của một loạt những tình huống tấn công liên tục và tận dụng quãng thời gian mà đối thủ mất tập trung nhất, xuống sức nhất. Thì những cầu thủ nhanh nhẹn, có khả năng di chuyển không bóng tốt là Phan Văn Đức và Quang Hải đã cùng nhau làm nên chuyện. Phải nói rằng, dù các cầu thủ Philippines nhận thức được sự nguy hiểm của Quang Hải, rất nhiều lần phản lỗi với anh, nhưng vẫn không thể ngăn cản cầu thủ áo số 19 này có duyên ghi bàn. Giải năm nay thì Quang Hải đã nhận được sự hỗ trợ rất tốt từ các đồng đội. Ngoài bàn thắng vừa rồi từ đường chuyền dọn cỗ của Phạm Văn Đức, thì trước đó anh cũng đã có được một tình huống được Nguyễn Phạm Hồng Duy kiến tạo với một cơ hội rõ ràng tương tự. Tiến Linh vào sân và gây ra những sự khó chịu. Công Phượng chuẩn bị vào sân và đã có mặt ở trên sân. Thì bây giờ là chúng ta đang được xem lại tình huống mà Phan Văn Đức đã thoát qua hậu vệ của đối phương. Và những gì khó nhất anh đã làm rồi. Việc còn lại với Quang Hải là đưa bóng vào khung thành trong một tình huống mà đội tuyển Việt Nam đã dàn xếp và ăn ý chính xác tới từng milimet. Vâng, sự mạo hiểm của huấn luyện viên lão luyện Sven Goran Eriksson đã phải trả giá. Ông đã rút một trung vệ là Mega ra ngoài sân, và người đóng thế vai trò của anh đó là Aguinaldo đã để cho Phạm Văn Đức qua mặt và kiến tạo cơ hội quá dễ dàng dành cho Quang Hải. Phút thứ 85 của trận đấu, không những hoàn thành mục tiêu đến thời điểm này đó là giữ sạch lưới ở trận bán kết lượt về, mà các học trò của huấn luyện Park Hang-seo còn làm được nhiều hơn thế khi đã có được bàn thắng mở tỷ số trong trận lượt về này. Như vậy là người rời sân để nhường chỗ cho Công Phượng không phải là Phan Văn Đức mà là Đức Huy. Đường chuyền dành cho Công Phượng. Công Phượng là cầu thủ có khả năng qua người rất tốt, và chúng ta cùng chờ đợi xem. Công Phượng không được. Quang Hải. Vẫn là Quang Hải. Rất dẻo. Đội tuyển Philippines tấn công liên tục và bây giờ dường như đã không còn đủ sức để theo bám các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam nữa. Công Phượng không hề việt vị. Rất hay, Công Phượng. Những phút giây lúng túng thật sự đối với các cầu thủ Philippines, và là những phút giây mà đội tuyển Việt Nam thi đấu thăng hoa.
Đây là thời điểm mà với khả năng xử lý bóng và con người của mình, Công Phượng hoàn toàn có thể làm khổ sở các hậu vệ bên phía đội tuyển Philippines. Công Phượng! Công Phượng! Coi! Bao! Sự thay đổi người tuyệt vời của một huấn luyện viên Park Hang-seo! Và bây giờ thì Công Phượng đã ghi bàn! Điều mà anh không thể làm được ở trong trận đấu lượt đi! Nhưng bây giờ thì tất cả những cầu thủ ở giữa sân, cổ động viên trên khán đài đã hòa làm một trong một bản hòa ca chiến thắng. Một bản hòa ca thật sự là xúc động và nghẹn ngào và thật tự hào của đội tuyển Việt Nam. Vâng, một tỷ số khiến cho huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm, huấn luyện viên nổi tiếng trên thế giới Sven-Goran Eriksson sẽ phải tâm phục khẩu phục. Trước khi trận đấu diễn ra, ông Sven-Goran Eriksson tuyên bố là đội tuyển Philippines sẽ ghi ít nhất là 2 bàn vào lưới của đội tuyển Việt Nam. Nhưng bây giờ khi trận đấu đã là phút thứ 87 rồi thì đội tuyển Philippines của ông lại đang bị thủng lưới 2 bàn. Một cú sút chân trái ở góc hẹp rất tốt của Công Phượng. Anh cũng đã có được 3 bàn thắng giống như Quang Hải và anh Đức ở giải năm nay. Đội tuyển Việt Nam đã có tổng tỷ số là 4-1 sau 2 lượt trận. Và chúng ta sẽ đi Kuala Lumpur để đá trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Đại diện Việt Nam cũng sẽ dành phần thưởng là số tiền 200 triệu đồng cho đội tuyển Việt Nam để khích lệ và động viên cho các thành viên đội tuyển Việt Nam. Với thành tích lọt vào trận chung kết của giải năm nay chắc chắn là như vậy. Thực sự thì cầu thủ Philippines đã bị xuống sức rất nhiều rồi. Phút thứ 88 của trận bán kết lượt về, đội tuyển Philippines đang bị đội tuyển chủ nhà Việt Nam của chúng ta dẫn với tỷ số 2-0 và tổng tỷ số sai lượt trận đang là 4-1. Rachel, qua người. Không có gì khó khăn đối với Đặng Văn Lâm. Tuy nhiên trọng tài xác định là sẽ có phạt góc dành cho đội tuyển Philippines. Chúng ta đang dẫn với tỷ số 2-0 nhưng vẫn cần phải giữ được sự tập trung. Trong bóng đá thì khi mà tiếng còi kết thúc trận đấu chưa vang lên thì chưa thể nói trước một điều gì. Đó cũng là điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã rất thành công với các học trò của mình. Khi ông luôn để các cầu thủ thi đấu với một cái đầu lạnh và sự tập trung cao nhất. Một bàn thắng dành cho đội tuyển Philippines sau tình huống phạt góc với pha lập công của cầu thủ mang áo số 23, đó là James Young Husband. Niềm vui đến muộn đối với các cổ động viên của đội tuyển Philippines. Đây là một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ của các cầu thủ áo xanh. Thời gian đang ủng hộ đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Để giành quyền đi tiếp vào chung kết thì đội tuyển Philippines cần phải có được 2 bàn thắng nữa trong thời gian còn lại. Một điều rất khó khăn. Thẻ vàng được rút ra dành cho Rachel. Huấn luyện viên Park Hang-seo muốn nhiều hơn thế khi đó là một tình huống phạm lỗi rất gần với vị trí đứng của ông. Cầu thủ đang bị đau trên sân bên phía đội tuyển Việt Nam là Đình Trọng. Một pha phạm lỗi xứng đáng và nhận thẻ phạt của Patrick Rachel. Phút thứ 90. Văn Toàn ở ngoài sân rất hớn hở, chia vui với đồng đội của mình. Năm phút đá bù giờ dành cho hiệp đấu thứ hai. Quang Hải, Quế Ngọc Hải, Đoàn Văn Hậu tranh chấp thành công. Vấn đề quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam của chúng ta không còn là ghi bàn nữa mà làm giảm sự hưng phấn tới từ các cầu thủ áo xanh. Còn hơn 4 phút nữa thôi, trận đấu sẽ kết thúc. Chúng ta cần phải tiếp tục có được sự tập trung. Tiến Linh. Bóng vừa chạm đầu của Aguinaldo.
Pha can thiệp rất đúng lúc của Quang Hải. Cơ hội phản công cho đội tuyển Việt Nam. Huy Hùng, Trọng Hoàng. Đội tuyển Việt Nam đang cần những tình huống phạm lỗi từ phía đối thủ như thế này để kéo dài thời gian một cách hợp lý. Có lẽ nhìn phản ứng của huấn luyện viên Park Hang-seo, ông muốn trọng tài sẽ rút thẻ đối với cầu thủ của Philippines trong một tình huống mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta có cơ hội để phản công và cũng có cơ hội để ghi thêm bàn thắng. Và đó là tình huống mà sự dồi dào về mặt thể lực của Trọng Hoàng đã phát huy hiệu quả. Huy Hùng. Trọng tài không xác định là đã có lỗi từ phía cầu thủ Philippines. Đặng Văn Lâm chính xác. Trong trận đấu ngày hôm nay thì Đặng Văn Lâm đang xử lý an toàn với những pha bóng bổng được treo vào trong khu vực 16m50. Điều đáng ghi nhận ở Đặng Văn Lâm, mặc dù đến thời điểm này anh đã phải nhận hai bàn thua nhưng cả hai bàn thua đều không có lỗi của thủ môn này. Ở trận bán kết lượt đi tại Bacolod thì đó là một tình huống mà Finjang Hasman đã chuyền bóng quá thuận lợi để cho Raisel dứt điểm. Còn trong bàn thua ở trận đấu lượt về này là một tình huống dứt điểm rất thoải mái của James Chang Hasben. Phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2. Thời gian đang trôi qua mau. Ném biên dành cho đội tuyển Việt Nam. Sự thất vọng được thể hiện trên mặt của ông Sven-Göran Eriksson, và người ngồi bên cạnh ông chính là cầu thủ đã ghi bàn vào lưới của đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào năm 2010. Đó là Greg Wick, hiện đang là trợ lý của huấn luyện viên Sven-Göran Eriksson. Công Phượng bằng lên rất nhanh và rõ ràng là sự cản lướt cùng tốc độ của Công Phượng đã phát huy một cách tối đa khi cầu thủ này được sử dụng. Công Phượng. Trọng Hoàng. Công Phượng. Hợp lý rồi với một đường chuyền vào trong như vậy. Phút bù giờ thứ 4 và bóng vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của đội tuyển Việt Nam. Vâng, có lẽ bây giờ tất cả những gì mà chúng ta chờ đợi, những người đang có mặt trực tiếp trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình hay những ai đang theo dõi trực tiếp trận đấu này trên kênh VTV6 và VTV5 của Đài Truyền hình Việt Nam, đó là tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài người Nhật Bản ông Kimura vang lên. Đây là phút đá bù giờ cuối cùng của hiệp 2 rồi. Huy Hùng. Vẫn là Huy Hùng. Đường chuyền của James Hasben, pha chuyền ngang để mất bóng khá nguy hiểm. Và sau đó là một tình huống sút xa hơi vội của Đoàn Văn Hậu. Những giây cuối cùng của trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines. Tốt. Công Phượng. Chọc khe. Một đường chuyền lên dành cho Công Phượng. Vâng, anh Khắc Cường ạ, tổng tỷ số sau hai lượt trận đến thời điểm này đang là 4-2 nghiêng về đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Và tính trong khuôn khổ đối đầu tại giải vô địch Đông Nam Á thì chúng ta cũng đang dẫn đội tuyển Philippines với 4 chiến thắng so với 2 chiến thắng của đối thủ. Một sự trùng lập rất thú vị và luôn là những kết quả tuyệt vời, rất ngọt ngào. Phút bù giờ thứ 5. Hết giờ rồi. Tiếng còi mãn cuộc đã vang lên. Các cầu thủ Philippines đã thi đấu rất nỗ lực và rất đáng khen ngợi trong trận đấu ngày hôm nay.